dù bỏ hành vợ bầu 7 tháng tại Hải Dương, chung khai lý do vì ghen tuông. Anh Trần Văn Luân khai với công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương là nghi ngờ vợ ngoại tình nên đã đánh đập vợ bằng nhiều cách khác nhau. Ngày 21 tháng 5, công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương làm việc với chị Bùi Thị Tuyết Giao, 36 tuổi, người vợ tố cáo bị chồng đánh đập dã man khi đang mang bầu 7 tháng. Cũng trong hôm nay, công an địa phương tiếp tục triệu tập người chồng là anh Trần Văn Luân, 37 tuổi, ở xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành lên lấy lời khai. Quá trình làm việc, anh Trần Văn Luân khai nhận do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, nghi ngờ chị Giao ngoại tình nên ghen tuông, đánh đập, bạo hành vợ bằng nhiều cách khác nhau trong thời gian dài, kể cả khi vợ đang mang thai. Anh Luân dùng lược, thắt lưng và một số vật khác vùi vào người chị Giao gây nên các vết thương trên khắp cơ thể. Trước đó, sau khi nắm được thông tin, chị Giao đã phải trốn về quê Kiên Giang vì bị chồng bạo hành. Công an huyện Kim Thành đã chỉ đạo đội cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự xã hội phối hợp với công an xã Kim Xuyên khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh. Theo kết luận điều tra, chị Giao đã kết hôn với anh Trần Văn Luân từ tháng 4 năm 2021 và sinh sống tại thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành. Hai người đã có một con chung và hiện chị Giao đã mang thai lần 2 được 7 tháng. Quá trình về làm dâu tại huyện Kim Thành, chị Giao sống khép kín, không tham gia sinh hoạt tại đoàn thể nào ở địa phương. Hiện nay, công an huyện Kim Thành đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành giám định tỷ lệ thương tích đối với nạn nhân. Công an cũng tiếp tục làm việc với những người có liên quan để làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chị Giao đã được người thân và bạn bè đưa từ Kiên Giang ra Hải Dương để làm việc với công an và gặp lại con nhỏ. Chính quyền Hải Dương đã có những biện pháp kịp thời hỗ trợ bảo vệ an toàn cho chị Giao.